Một số bạn cho rằng tượng bên May Mắc và Shopee có giá rẻ hơn. May đã đặt mua một số tượng trên Shopee về xem thử. Hàng trên mạng loại số 1, hàng trên mạng loại số 2, hàng bay đang bán. Về khuôn mặt cũng như là kích cỡ, nó đều khác hẳn nhau.